Trung Quốc phản ứng mạnh vụ Canada trục xuất nhà ngoại giao. Chạy bất ổn lao vào ô tô, nữ ninja chở bé gái gặp nạn gây thót tim. Đại lão Bồ Đề từ thời nhà Lý đã hơn 900 năm tuổi, có dáng lạ ở Nam Định. Nhân chứng kể việc khống chế đối tượng hiếp dâm bất thành chủ shop quần áo. Chạy bất ổn lao vào ô tô, nữ ninja chở bé gái gặp nạn gây thót tim. Hình ảnh sự việc được người dùng Facebook Hoàng Công, nhóm ô tô fan Thanh Hóa chia sẻ mới đây cho thấy, nữ tài mặc áo chống nắng trùm kín đầu như ninja, điều khiển xe máy sang đường, phía sau chở theo bé gái. Vừa sang đường, nữ tài xế lái xe chạy chéo đường hướng sang bên phải, lao vào ô tô chạy cùng chiều, va chạm với ô tô, khiến nữ tài xế và bé gái ngã đập người xuống đường sát với bánh ô tô. Chứng kiến sự việc, người phụ nữ ngồi trên ô tô gắn camera hành trình thốt với giọng hoảng hốt: "Ôi trời ơi, con ơi!" Rất may cháu bé sau đó đã đứng dậy đi lại, còn nữ tài xế đi xe máy cũng ngồi dậy được. Đoạn clip thu hút hàng trăm bình luận từ các thành viên nhóm ô tô fan Thanh Hóa, trong đó phần lớn các ý kiến chỉ trích nữ tài xế điều khiển xe máy chuyển hướng thiếu an toàn, rẽ phải thiếu quan sát. Tài xế mặc áo chống nắng kín quá nên không quan sát nổi. Em gặp nhiều tình trạng này, các mẹ bịt kín từ đầu đến chân, sang đường không ngoái đầu phía sau rồi tự nhiên tạt sang đầu xe luôn. Chạy xe có con nhỏ thì sang đường phải cẩn thận, may mắn không có sao, chứ có sao thì khổ xe ô tô, đi đúng lại mang vạ. Là một số bình luận của người dùng Facebook về sự việc. Nam nữ thanh niên trốn trong trại gà rồi làm bậy, chết chân khi công an ập vào. Ngày 8 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên án đối với 3 bị cáo tàn trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 3 bị cáo gồm Phạm Trường Sơn, 31 tuổi, bị tuyên phạt 19 năm tù về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Dương Thanh Sang, 39 tuổi và Dương Hoàng Yến Nhi, 18 tuổi. Mỗi bị cáo 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 4 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án này. Theo cáo trạng, Sơn là bạn của Sang, cả hai cùng sử dụng chất ma túy. Sang cũng thuê Sơn chăn gà cho gia đình mình tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, ăn ở tại nhà của Sang. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, Sơn điện cho một người không rõ nhân thân tại thành phố Hồ Chí Minh hỏi mua một bánh heroin với giá 240 triệu đồng và hẹn giao dịch tại khu vực chợ Bình Tiên, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 30 tháng 3, Sơn thuê xe dịch vụ do một người tên Quân chở đến điểm hẹn, giao tiền và nhận một bánh heroin có khối lượng 351,9 gram rồi quay trở về nhà tại ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú cất giấu. Khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, ngày 30 tháng 3, khi xe đi về gần đến nơi ở tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, thì bị các trinh sát công an bắt giữ. Qua lời khai của Sơn, lực lượng chức năng ập vào chỗ ở của Sơn thì phát hiện Sang và Nhi đang tổ chức cùng với một số thanh niên nam nữ sử dụng trái phép chất ma túy. Khung cảnh đối lập khi một bên đám cưới, một bên đám tang khiến ai nấy chạnh lòng. Mới đây, một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xem qua đều không khỏi chạnh lòng trước những hình ảnh đối lập của đời người. Theo đó, một bên đường thê lương phảng phất khói hương cùng với những người đầu quấn khăn xô, dương đôi mắt buồn nhìn xa xăm. Trong khi bên kia đường, từ trong con ngõ nhỏ, đôi cô dâu chú rể rạng rỡ nắm tay nhau trông chờ một tương lai hạnh phúc. Đi theo sau là đoàn viên hai họ, rộn ràng tiếp bước cô dâu. Bên đây đường vạn dặm đưa tang, còn bên ấy pháo hoa bái đường. Hình ảnh đối lập nhau khiến người xem rơi vào lắng động. Một vài chia sẻ được cộng đồng mạng để lại. Đám cưới là ngày đã được định trước, đôi bên bốn họ rất khó. Đám tang đến bất ngờ để tỏ lòng thì nên bật nhạc nhỏ, cắt bớt hát hò linh đình. Tổ chức lễ xong quay về thắp hương kính lòng. May mắn hay không may mắn là ở bản thân, ở cuộc sống. Một đám tang hay một đám cưới không thể nói là quyết định được may hay gỡ.
ngày mình cưới bà nội mình mất, rước dâu xong lại làm lễ tang, bên thì nụ cười, bên thì nước mắt, người thì hồi hộp, người thì ly tang. Trả công cho người lao động bằng ma túy. Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Công an xã Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên bắt quả tang Lò Văn Hồng, 29 tuổi, trú huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, có hành vi tàng trữ 0,326 gram heroin. Qua khai thác, Hồng khai nhận số ma túy trên là do Hồng được hai đối tượng tên Toản và Chung trả công lao động. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ba đối tượng có liên quan, bao gồm Hoàng Mạnh Toản, 34 tuổi, trú tỉnh Yên Bái, Phạm Văn Trung, 36 tuổi, trú huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Lưu Hà Tuyên, 45 tuổi, trú huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Các đối tượng hiện ở tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Quá trình thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, công an thu giữ của Phạm Văn Trung 0,529 gram heroin và Lưu Hà Tuyên là 15,880 gram heroin. Theo tài liệu điều tra, Toản, Trung và Tuyên cùng có hành vi trả công cho người lao động bằng ma túy. Tiếp đó, tại khu vực ký túc xá Đại An 2 thuộc xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tổ công tác tiếp tục bắt quả tang Lò Văn Ngoan, 21 tuổi, đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để bán cho người khác. Tại chỗ thu giữ 0,996 gram heroin. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra làm rõ. Nhân chứng kể việc khống chế đối tượng hiếp dâm bất thành chủ shop quần áo. Ngày 8 tháng 5, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Văn Cương, sinh năm 1992, ở thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, về tội hiếp dâm. Trước đó, khoảng 23 giờ 35 phút ngày 5 tháng 5, sau khi uống bia về, khi đi qua một cửa hàng quần áo ở thị trấn Gia Khánh, Cương nhìn thấy chị Hát, sinh năm 1986, là chủ quán đang thử đồ bên trong quán, đối tượng đã xông vào hiếp dâm. May mắn chị Hát đã thoát nạn nhờ việc lừa nghi phạm mang bao cao su. Anh Mạnh, người trực tiếp đuổi theo và khống chế đối tượng kể lại, tối hôm đó thấy đối tượng có biểu hiện khả nghi xuất hiện lảng vảng quanh khu vực nên cùng bạn đi kiểm tra. Khi sang đến gần cửa hàng thời trang thì bỗng nghe tiếng hô hoán thất thanh, trộm trộm. Lúc này, từ trong cửa hàng, một người đàn ông nửa thân dưới không mặc gì hốt hoảng lao nhanh ra ngoài. Thấy vậy, chúng tôi vội đuổi theo. Khi đến hồ nước gần đó, người này nhảy xuống và liên tục xin tha. Sau đó, người này bơi rất nhanh sang phía bờ bên kia để nhằm thoát thân. Tuy nhiên, khi người đàn ông lên đến bờ, chúng tôi đã kịp thời bắt được và khống chế, đồng thời hô hoán cho người dân xung quanh biết để cùng hỗ trợ và báo công an. Khi bị người dân khống chế, người đàn ông này mặt tái mét, liên tục van xin được bỏ qua. Khoảng 10 phút sau, công an đến, chúng tôi bàn giao và đối tượng được đưa về trụ sở công an xã. Anh Mạnh nhớ lại. Vụ đỉa trong bình nước còn nguyên tem, cấp cho trường mầm non, nghi vấn bị chơi xấu. Chiều ngày 8 tháng 5, đoàn công tác của Sở Y tế Quảng Bình đã có buổi làm việc với huyện Lệ Thủy để sớm làm rõ sự việc phát hiện đỉa trong bình nước 20 lít còn nguyên tem cung cấp cho trường mầm non Phong Thủy. Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình nhận định, phạm vi rõ nhất của công ty cổ phần nước khoáng Bang là việc tự ý tiêu hủy tăng vật là bình nước loại 20 lít có chứa dị vật là đỉa. Đúng ra khi kiểm tra phát hiện dấu vết bất thường thì công ty phải lập biên bản và mời các cơ quan chức năng để niêm phong và giữ nguyên tăng vật. Bây giờ công ty đã tự động tiêu hủy sản phẩm đó là vi phạm luật, căn cứ vi phạm đến đâu là xử lý đến đó, ông Phan Thanh Hải nói. Đại diện công ty cổ phần khoáng Bang cho rằng có kẻ xấu đã lợi dụng sơ hở để cho dị vật vào qua đường van bình nước nhằm mục đích hạ uy tín của công ty này. Trong bản tường trình sự việc và phát biểu tại buổi làm việc, đại diện công ty cổ phần nước khoáng Bang khẳng định rằng toàn bộ quy trình sản xuất của đơn vị này đảm bảo theo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc để xuất hiện dị vật được nghi là con đỉa ở sản phẩm tại trường mầm non Phong Thủy trong quá trình sản xuất là hoàn toàn không thể xảy ra. Đây là trường hợp hy hữu chưa hề xảy ra. Chúng tôi cho rằng có kẻ xấu đã lợi dụng sơ hở trong quá trình lưu thông của công ty, bảo quản tại kho và nơi sử dụng để cho dị vật vào nhằm mục đích hạ uy tín của công ty. Trích nội dung bản tường trình sự việc, cả công ty cổ phần nước khoáng Bang, bà Đặng Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy, đề nghị Sở Y tế và các cơ quan chức năng vào cuộc, nhanh chóng, sớm có kết luận. Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho biết,
sẽ đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân sự việc. Thắng U22 Malaysia, huấn luyện viên Joshua tuyên bố không ngại đội nào ở bán kết. Tối 8 tháng 5, U22 Việt Nam đánh bại U22 Malaysia 2-1, qua đó vào bán kết SEA Games 32. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Philip Joshua cho biết ông rất hài lòng với không chỉ kết quả, mà cả tinh thần thi đấu của U22 Việt Nam. Tôi không chỉ hài lòng về kết quả, mà còn về tinh thần chiến đấu của toàn đội. Mặt sân rất xấu nên khó thực hiện áp đặt lối chơi như mong muốn. Nhiều pha bóng của các cầu thủ phải chuyền ngược về hoặc tranh chấp tay đôi với đối thủ, nhưng họ thể hiện được sự quyết tâm trong các pha tranh chấp đó, chiến lược gia người Pháp chia sẻ. Ông Joshua cũng tiết lộ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu với U22 Malaysia bởi mục tiêu của toàn đội là giành chiến thắng để lấy vé bán kết sớm. Trong khi đó, do U22 Malaysia cũng rơi vào tình thế buộc phải thắng, trận đấu sẽ rất khó khăn cho các học trò của ông. Chúng ta đều biết nếu U22 Việt Nam thắng Malaysia thì sẽ lấy vé bán kết sớm. Đó vừa là động lực vừa là áp lực cho mọi người. Trận đấu khó khăn vì U22 Malaysia phải thắng. Do đó toàn đội phải có sự chuẩn bị kỹ cho trận này, luôn sẵn sàng cho những diễn biến khó lường lẫn cường độ cao. Huấn luyện viên Joshua cho hay, nói về đối thủ U22 Việt Nam sẽ gặp ở bán kết, huấn luyện viên khẳng định ông và các học trò không ngại đội nào cả. U22 Indonesia vào bán kết và nếu không có gì bất ngờ ở lượt trận cuối thì U22 Myanmar cũng sẽ đi tiếp. Tôi tôn trọng cả hai đối thủ đó và nếu U22 Việt Nam muốn trở thành nhà vô địch thì không ngại đội nào cả. Chiến lược gia người Pháp nói, tôi luôn tôn trọng mọi đối thủ, tôi tin trong mọi trận đấu điều gì cũng có thể xảy ra nên việc chọn đội nào thuận lợi hơn để đối đầu không phải điều tôi muốn làm, ông cho biết thêm. Đại lão Bồ Đề từ thời nhà Lý đã hơn 900 năm tuổi, có giáng lạ ở Nam Định. Đi xuôi theo đường tỉnh lộ DT487 từ thị trấn Cổ Lễ về xã Trực Chính đến đầu làng thôn Dịch Diệp, du khách sẽ tận mắt nhìn thấy Bồ Đề Đại Lão sừng sững trước cổng chùa Dịch Diệp. Cái tên Bồ Đề Đại Lão là cách gọi dân dã của người dân nơi đây khi nhắc đến cây Bồ Đề. Bồ Đề Đại Lão có từ thời nhà Lý, tính đến nay đã hơn 900 năm. Cây có chu vi gốc 9m, độ cao khoảng 20m, tán rộng và có hình dáng như bàn tay xòe 5 ngón, hơi nghiêng mình về phía hồ nước. Theo ông Trần Duy Hội, trưởng thôn Dịch Diệp, xã Trực Chính, mặc dù đã trải qua hàng trăm năm, nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc, thế nhưng hiện nay Bồ Đề Đại Lão vẫn đứng hiên ngang, mạnh mẽ theo thời gian. Ông Hội cho biết thêm, tháng 4 năm 2021, cây Bồ Đề hơn 900 tuổi đã chính thức được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao quyết định công nhận là cây di sản Việt Nam. Đây là niềm vui lớn của làng Dịch Diệp nói riêng và xã Trực Chính nói chung. Cán bộ và nhân dân làng Dịch Diệp thường xuyên chăm sóc và bảo vệ cây Bồ Đề để cây phát triển trường tồn mãi mãi về sau, ông Hội bộc bạch. Trung Quốc phản ứng mạnh vụ Canada trục xuất nhà ngoại giao. Canada tuyên bố trục xuất nhà ngoại giao Triệu Vĩ công tác tại lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Toronto, tỉnh Ontario, Canada, sau khi những thông tin tình báo của Ottawa chỉ ra rằng nhà ngoại giao này đã có hành vi nhắm mục tiêu một nhà lập pháp Canada, ông Michael Chong. Cụ thể, theo hãng tin Reuters, báo cáo tình báo cáo buộc ông Triệu Vĩ thu thập những thông tin về ông Michael Chong, nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ Canada, từng chỉ trích cách đối xử của Trung Quốc với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Trong thông báo ngày 8 tháng 5, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly nói rõ, Canada quyết định coi nhà ngoại giao Triệu Vĩ là người không được chào đón. Bà nhấn mạnh, chúng tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ những hình thức can thiệp nào của nước ngoài. Các nhà ngoại giao ở Canada đã được cảnh báo rằng nếu họ tham gia vào các loại hành vi này, họ sẽ bị trục xuất. Trước đó, vào ngày 5 tháng 5, bà Melanie Joly thông báo đã triệu đại sứ Trung Quốc ở Ottawa để phản đối các nỗ lực nhằm can thiệp vấn đề nội bộ của nước này. Cùng ngày, phản ứng trước động thái của Canada, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cho biết, Trung Quốc lên án mạnh mẽ và kiên quyết phản đối những quyết định trục xuất nói trên và đã gửi thư phản đối đến chính phủ Canada. Trung Quốc cho biết nước này chưa bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của Canada
và vẫn không có ý định làm như vậy. Tổng lãnh sứ quán tại Trung Quốc ở Toronto cho biết, báo cáo về nghị sĩ trong không có cơ sở thực tế và hoàn toàn vô căn cứ. Ông Roland Paris, cựu cố vấn các chính sách đối ngoại của Thủ tướng Canada Justin Trudeau và là giáo sư về các vấn đề quốc tế tại Đại học Ottawa nhận định. Để đáp trả, nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ tính tới việc trục xuất một nhà ngoại giao của Canada tại nước này. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.